Hello, xin chào các bạn Tiếp tục với những diễn biến của giải đấu Fizia Grand Street 2023 Hôm nay mời các bạn theo dõi ván cờ tại vòng đấu thứ 5 giữa Hảo Hasniman và thần đồng Alizeza Fizoza Ở video hôm trước các bạn đã được chứng kiến Hass xuất thần tung ra đến 3 nước đi thiên tài hạ gục Robert Richard Kỳ thủ số 1 Hungary và cũng là phụ tá đắc lực giúp đinh lập nhân lên ngôi vua cờ Liệu rằng trước đối thủ rất mạnh là thần đồng Alireza Fizuza thì Hans có còn xuất thần được nữa hay không? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, thần đồng Alireza Fizuza được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nước mạng F3 thăm dò đối thủ. Hào hãn Niman đáp trả bằng nước tốt D5. Tiếp theo, trắng đi tốt G3 mở đường cho tượng lên G2 kiểm soát đường cháu lớn. Hình thành khai cuộc Kings Indian Attack. Đen phát triển mã s 6 Trắng theo hoạch lên tượng G2 chuẩn bị nhập thành. Đen để tốt E6 củng cố cho tốt D5 và mở đường cho tượng phát triển. Trắng theo hoạch nhập thành. Đen cũng lên tượng E7 chuẩn bị nhập thành. Trắng để tốt D3 mở đường cho tượng phát triển. Đen theo hoạch nhập thành. Trắng dịch xe sang E1. Đen phát triển mã C6. Trắng để tốt D4 ngăn tốt đen tiến xuống. Đen dừng tốt A5. Trắng phát triển mã C3 đến nhảy mã vào E4 chiếm lĩnh trung tâm và gạo đổi mã. Trắng không đổi mã với đen mà nhảy mã lên B5, sau đó sẽ lên tượng F4 kết hợp cùng mã tấn công tốt đen C7. Đen đẩy tiếp tục xuống A4. Trắng theo hoạch lên tượng F4 kết hợp với mã tấn công tốt đen C7. Đen lên tượng D6 gạ đổi tượng. Trắng không đổi tượng với đen mà nhảy mã E5 bịt lại. Đen đổi luôn mã với trắng. Trắng không lấy tượng mà lấy tốt ăn lại mã đen, tiếp tục tấn công tượng đen đen chạy tượng E7. Trắng để tốt C4. Nhưng đen không thể ăn tốt trắng C4 được. Mất mã ngay. Đen đi tượng D7 tấn công mã trắng. Trắng chạy mã về A3. Đen đi tượng C5 kết hợp mã chuẩn bị ăn vào F2 chiếu bắt xe. Ở đây trắng thể đổi ngay tượng lấy mã của đen. Nhưng mà thực tế trắng lựa chọn về lại xe F1 để phòng thủ. Đen để tốt F6 gã đổi nhằm mở cốt F cho xe kiểm soát. Trắng cũng không án đổi luôn Đen chưa vội ăn lại tốt trắng Mà thí ma ăn F2 Và tấn công hậu trắng Đồng thời là dọa chiếu mở Trắng buộc long phải lấy xe ăn mã đen Tượng đen ăn xe trắng chiếu tiếp Vua trắng ăn lại tượng đen Giờ đen mới lấy hậu ăn F6 Trồng quân xe trên cột MF Chuẩn bị đẩy tốt G5 bắt chết tượng trắng Trắng chạy vua G1 tháo kim cho tượng Hậu đen ăn B2 Và tấn công mã trắng lúc này trắng nên chạy mã về c2, tốt đen sẽ chưa thể ăn c4 được vì mất tượng ngay. Tuy nhiên thực tế trắng không chạy mã về c2 mà lại có hậu c1 gạ đổi hậu, gián tiếp bảo vệ mã. nước đi này làm cho tốt e2 không có quân bảo vệ, hậu đen ăn ngay e2, tốt trắng ăn d5, tốt đen ăn lại d5, tượng trắng ăn d5 chiếu, đen chạy vua h8. như vậy đen đã phế cả tượng mã để ăn được xe trắng nhưng bù lại thì đen đang hơn trắng hai quân tốt ván cờ nhìn chung cân bằng tiếp theo nếu trắng ham hồ lấy hiệu ăn c 7 và tấn công tượng đen thì đen sẽ đi hiệu d 3 tấn công đôi mã và tượng trắng trắng chắc chắn mất một trong hai quân này trắng mà ham hồ ăn tiếp tượng đen và bảo vệ tượng trắng thì đen sẽ không ăn mã trắng mà đi hiệu d 4 chiếu bắt xe lợi thế sẽ nghiêng về bên đen do đó ở ván cờ thực tế Trắng chưa dám ăn tốt đen c7 mà lên hậu c3 kiểm soát đường chéo lớn sau đó sẽ qua xe e1 tấn công hậu đen và kiểm soát được cột mở e đen lên bình sẽ a sang e8 chồng quân hậu làm cho trắng không thể qua xe e1 được trắng lên lấy tượng thịt tốt đen b7 đen để tốt c6 nhốt tượng trắng biến tượng trắng thành phế vật trắng phát triển mã c4 kiểm soát trung tâm Đúng này đen nên đi tượng e6 kết hợp với hậu tấn công mã trắng mở đường cho xe lên E7 tiêu diệt tượng trắng ở B7. Trắng chạy tượng A6 bảo vệ mã thì đen lên tượng D5 dọa qua hậu G2 chiếu hết. Nếu tốt nhất cho trắng là nhảy mã về E3 phòng thủ chấp nhận bị mất tượng. Lợi thế lớn sẽ nghiêng về bên đen. Nếu trắng không chạy tượng mà chạy mã E5 thì cũng tương tự. Đen sẽ lên tượng D5 dọa hậu G2 chiếu hết. Trắng buộc phải lùi hậu vệ D2 gạ đổi hậu để tránh bị chiếu hết và mất không quần mã. Trở lại ván cờ thực tế. Đen không lên tượng E6 kết hợp hậu tấn công mã trắng. Mà lựa chọn phi sẽ xuống E4 kết hợp hậu tấn công mã trắng. Đồng thời có thể phế xe ăn tượng trắng để đạt được lợi thế tấn công. Tuy nhiên thì đây lại là một sai lầm. Nếu tận dụng được sai lầm này, trắng nên lùi tượng về A6 bảo vệ mã. Lên phi tự số H3 Dọa qua hậu G2 chiếu hết Thì trắng đi hậu D2 gạ đổi hậu Ván cờ vẫn chỉ cân bằng Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Trắng đã không lùi tượng về A6 Mà lại vội vã đi ngay hậu D2 gạ đổi hậu Và đây là một sai lầm nghiêm trọng Một nước đi blunder Trước đi sai lầm này Hậu đen ăn mã trắng Hậu trắng ăn tượng đen Tiếp theo thì đen lên bình xe E8 Trông hai xe dọa lao xuống C1 chiếu trắng lùi tượng về D2 ngăn chặn thì đen lùi xe về E7 tấn công hộ trắng và tượng trắng phía sau. Trắng chắc chắn mất tượng. Bởi vì nếu trắng vừa chạy hậu vừa ăn C6 để bảo vệ tượng thì hậu đen D4 chiếu bắt xe. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế đen đã không bình xe E8 mà muốn duy trì quân xe trên cột MF trên phi xe xuống E2 kiểm soát hàng ngang số 2. Và đây cũng là một sai lầm ngoài này trắng lên bình xe C1 tấn công hậu đen và được tượng bảo vệ. Khi đó sẽ không còn sợ hậu đen rình D4 chiếu bắt xe được nữa. Hậu đen thì cũng không thể lùi về C5 để chiếu vua trắng được. Tuy nhiên thực tế, trắng lại lấy tượng ăn C6. Và đây là một cơ hội bị bỏ lỡ. Trong lấy này, hậu đen C5 chiếu. Trắng chạy vua H1. Đen phi hậu xuống F2, dọa ăn tốt H2 chiếu hết. Trắng lùi về H3 phòng thủ. Xe đen E1 chiếu, ép trắng phải đổi xe, hậu đen ăn lại, xe trắng chiếu tiếp, trắng chạy vua G2, hậu đen A2 chiếu tiếp, trắng chạy vua G1. Tiếp theo thì đen nên đẩy tốt xuống A3, rồi nếu hậu thì tốt trắng A2, duy trì quân hậu trên hàng ngang số 2 để vua trắng không thể ngóc đầu lên được. Tuy nhiên thực tế đen lại đi hậu D1 chiếu tiếp, nếu trắng chạy vua G2 thì hậu đen C2 chiếu bắt tượng, trắng sẽ thua ngay. Đen trắng lựa chọn lùi hậu về cản chiếu gạ đổi hậu. Đen cũng không chần chừ mà đổi hậu luôn. Vua trắng ăn lại ô đen, đen để tốt G5 bắt chết tượng trắng. Không thể chạy tượng, trắng đành lấy tượng diệt tốt đen A4, tốt đen là tượng trắng. Ván cờ được đưa về thể loại cờ tàn xe tượng đánh nhau. Trắng tuy kém chất nhưng lợi hơn đen một tốt. Với thế cờ tàn này thì rất dễ hòa cờ. Tiếp theo, nếu tốt trắng ăn lại tốt đen thì xe đen ăn tốt trắng chiếu bất tượng, cho nên trắng không dám ăn lại tốt đen mà chạy vua g2, đen cũng không đổi tiếp tốt với trắng cũng không đẩy tốt xuống f3 mà lên vua g7 bắt đầu tích cực vua vào trận, trắng lên tượng b5 mở đường cho tốt thông tiến lên, đen lên vua h6 và tiếp theo mời các bạn theo dõi các pha xử lý cờ tàn của cả hai kỳ thủ. Như vậy, mặc dù thần đồng Alizeza Fizuza mắc phải sai lầm nghiêm trọng nhưng mà hảo hán cũng mắc đến hai sai lầm và đành chia điểm với Fizuza. Sau 5 vòng đấu, Hans đang được 3,5 điểm và tạm xếp ở nhóm thứ hai sau 3 người đang được 4 điểm. Các vòng đấu sau sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón xem trong những video tiếp theo nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.